Hey, Phong Nguyễn xin kính chào quý bà cô bác anh chị kính mến nha. Bây giờ hiện tại là cũng giấc trưa rồi, thì Phong thì đang có mặt ở dưới khu vực mà cái này kêu bằng Tiền Cồn Giang Thái hay gì? Sơn à? Cồn Thái Sơn. Cồn Thái Sơn. Đây là bữa nay là Phong đi xuống nhà của chị Nga của bác anh chị, là một người chị thân thiết của kênh của Phong Nguyễn và cũng rất là nhiều kênh anh em YouTube, đặc biệt là bên Thiện Nguyện. Thì trước nhất thì Phong cũng muốn gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an may mắn đến tất cả những khán giả đang xem đoạn video clip của Phong Nguyễn với Khánh Nguyễn nha. Thì bây giờ thì Phong sẽ cùng với chị Nga sẽ đi vô hái nhãn ở một cái vườn thân quen. Rồi thôi để Phong chuyển máy quay để cho bà cô bác xem. Đây. Đây cô. Dạ con khỏe nhiều con. Đây, chú đang sửa cái máy cắt cỏ. Đang chăm sang vô đang phát cỏ. Đi hái nhãn chưa anh? Dạ. Nhãn lồng. Cắt cỏ trong vườn hả chú? Ở vòng vòng đây nè. Đang dạ. Hồi đi về con đưa nó về đó. Về đây sắp về hả? Về đi. Dạ bữa nay xong rồi. Dòng gà mấy đi đừng bẻ cho nó đứng quay luôn. Bẻ nhãn lồng đi, ra cây nhãn lồng bẻ đi. Không tốt. Thì cụ trồng một cái vườn nhãn rất là lớn. Hết trái rồi, hết trái rồi, mấy ngày không hái rồi. Thì giới thiệu cô là ở đây là tên gì vậy cô? Cô tên gì cô? Nói chú ba đi. Nói chú ba biết cái đây nói của vườn nhãn của ông Phan Văn Hùng. Ông Phan Văn Hùng. Cô có tên có nấu vụ nữa hả? Không nấu cơm đó. Dạ con thấy xì khối. Nấu củi. Rồi thôi mình ra tham quan vườn nhãn đi chị nha. Tưởng ơn sao cái ba. Ở đâu tới nhiều. Để coi sao có cây nhãn lông đó, đừng quay cây nhãn lông đó đi rồi bẻ nhãn lông trước đi rồi có củi, này chùm củi hả cô? Ở dưới chạy ghe á, dạ. Dữ lắm. À, đi vô có một cái vừa. Có gì đâu ăn, mới qua thịt đó rồi. Có vừa có đi không ba? Vừa có, lấy cái kéo ra đi. Này đột nhập vô nhà của cô luôn. À, đại quá hề hề luôn. Dạ. Không quay về miếng mới ngon đó đi. Trời, nồi thịt có tàu. Thịt kho tàu mà để chín mới bỏ hột vịt hả cô? Không có kho hột vịt. Dạ. Đến quê mình thoáng mát quá. Dạ con đi vô ngoài đây. Ồ mấy trái bưởi nó lồng thồng nè. À. Trái này còn nhỏ chưa có hái được. Trái này bự hơn chút rồi. Trái này bé tí luôn. Bưởi này hình như nó bị hơi đen đen. Trái nhóc hết trơn. Này được mấy năm rồi vậy chú? Dạ. Ồ nhãn. Đi gần tới gần nghe mùi thơm rồi. Ủa đây mình có nấm mối không chú? Không có một gai làm thuốc. Trời. Ồ, có cây này là thiết kế hay quá chú. Nhãn này ngọt nha. Cái nhãn kia đó Phong, nhãn quế đó. Ồ, giá nè. Quá trời. Cây này chắc hái mấy lần hả chú? Rồi, chú mới hái. Dạ, mới hái. Gốc mình đây trái quá trời luôn. Này trái quá trời luôn, để Phong zoom lên cho ông bà cô bác xem. Không tao. Cho ăn cây trái rồi kìa, ăn tới chiều luôn á, ăn hết không? Chưa bây giờ không nguyên luôn, trái ăn trái à? Không chết rồi đúng rồi. Mà chuyện qua chú ba, cái đưa theo ông đưa lên cái bé mà hái xài đó chú ba. Ok không? Thôi hai chị em đi. Xin ạ. Năm cái chú ba cũng đi về chú ba. Này nhãn có nho có giá không chú? Cũng được, hôm nay cũng tương đối. Dạ. Nhận tệ dữ, sống được. Được. Kiếm gạo thôi chứ không kiếm đồ ăn. Gạo.
kiếm ra kiếm gạo. Rồi ông ba phải đi kiếm đồ ăn. Ông ba đi làm thêm chứ đồ ăn. Này cũng đủ rồi cây luôn. Bao chứ kìa. Ồ nhổ quế, rồi nhổ quế, nhổ quế hết ra vụ. Phải xử lý quế phải xử. Này cô đi ra kìa. Này đây nè, đất ngon quá mà không có nấm mối. Không biết sao. Không biết sao hút hoài. Cỏ. Cỏ cỏ nó không lên. Chứ bình thường á mấy cái bụi này là nó lên nhiều lắm. Nhắn nặng ký rồi. Đông mối. Thì anh ba bé có người miền Đông gửi vô. Rồi nhà Hồng Hùng đấy, đi chưa về. Trời ơi, đi lên nhà Phương luôn. Nhà Phương còn đủ đây mà. Gặp ông luôn, ông về luôn. Tài Vinh về không, chưa? Không, không, như là đi Tài Vinh quay hoàn cảnh đó, chứ không phải là đi tìm bệnh, không coi. Ông rồi phải không? Ừ, hết thì người đi. Trong này nó ngọt ngắt dữ lắm. Có người biết ăn á, tao nói hôm Tết cũng đủ bán luôn á. Cái bữa về ăn á, rồi cái người ta thấy được, tao hỏi nữa. Cái bữa chị Hai về á là không có chín, chưa có chín là đem lên cho chị đem về Hà Nam chị ăn. Cũng có chưa. Ừ. Ừ. Mùa năm nay nhãn lông chị để. Còn xanh mới lên, còn xanh. Thấy đưa xong mới quay đưa Trần Khánh đăng lên mà. Dạ. Ông có cây đó hái cũng đã đời luôn. Nó hái kẹt xong rồi. Dạ, cái cây này nó bán ngoài hả chú? Ừ, hồi đó hơi trẻ kẹt nó hái không à. Sao nãy giờ nó hái vậy ta dính vô vô rồi. Ừ. Hê quá trời. Dạ, cái này nó hai bưởi rồi đó. Cái này leo lên leo xuống là mệt luôn. Hồi đó bằng ngày hái sấy leo không cây trẻ kẹt gì gì nổi. Nó xa chứ nó leo lên mẻ. Hơi một xíu đường vỏ sách rồi. Dễ xuống tiền heo. Không quên để bóp. Lấy đi mà. Chờ nó ngọt gì. Mà này trái tiêu à. Rồi, nhiều lắm à. Được rồi. Được rồi. Thanh chùm chai nữa kìa chú ba. Đó, chùm chai bên đó đó. Đó đó. Quăng quăng tay dưỡng ngon hả? Nhãn này ngọt lắm á cô chú anh chị. Nhãn lòng. Ngọt mà từ trái nhãn tới tấm lòng của bà con ở dưới quê. Ta kiếm nhãn lòng tại chân đó. Giống kiểu cũng như là kêu bằng lông gì đó. Mở nhãn hả? Tết cũng vậy, bởi Tết nó bán nhãn lòng được lắm. Mình tới đâu qua? Có vậy. Hai cháu nó tao đâu chân mà tao chân nhãn lông á. Lông nhãn. Ừ, lông nhãn, lông là tao kêu lông rồng bụng gì đó. Dạ. Rồi ông ba xíu càng rồi đi vô. Mắt mát hả Thái? Ừ. Giờ thấy chuồng nữa không? Nhiều quá nữa. Thấy nhãn lông không? Thấy chuồng đó chị Thái. Nhiều mà chứ. Thôi, thôi ông ba. Khỏi thấy chuồng ha. Bà thấy bơ bấy như này à. Ăn ngon ơi. Dạ. Ngọt thơm. Thơm. Đây gì sao chàng? Cân cái gì? Ừ. Đi mát mát này ha. Đi mát mát này ha. Dạ. Một trái này bự hơn. Xuồng mà, cái kim xuồng. Cái xuồng kim vàng á không? Ủa anh Phong không có nhãn xuồng ha? Thì không biết, mình thấy có nhãn mà mang không biết nhãn nào chứ nào. Cái này nó cơm nó dày nhưng mà nó nó không có gành nhãn chuồng lại. Em cũng không biết luôn á. Đâu đâu cũng nhãn chuồng có tới đâu chỉ cho tôi. Mấy con. Trước trời dài mới chơi nó. Đây là nó đẹp. Hay là con nhãn chuồng. Nhãn chuồng mới chơi. Nhãn chuồng đi chị cầm ra đi. Còn phải mới thấy con nắng mà. Dạ. Yeah. Trên bên đây hả chị? Đó, đi theo bà Hiếm à. Đây mà trên chỗ em là nó mối lên dữ lắm luôn á. Ừ. Nhưng mà đây không có. Hôm nào em không có gặp được ở gò nào chưa? Trời ơi, lúc trước em đi kiếm em bán luôn á. Ừ. Nhổ có lúc mười mấy, 20 kg luôn á. Trời ơi. Dạ. Rồi sao rồi không để ăn?
nó không có ăn không hết, với mà lúc đó mình không có biết bán giá nhiều á, người ta bán trả rẻ lắm. Bán luôn chứ nhiều quá. Trái bự bự không à? Hãy thử cho ăn cho biết. Ừ. 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 Bữa chắc quá trời luôn. Trái thấy mê luôn à. Cây bưởi này chắc còn 50 trái ngoài không. Đó, cô chú anh chị xem nè. Quá trời trái nào trái nấy bự dần. Trời ơi. Khủng khiếp luôn. Trời ơi, làm như cái này chắc cô ghép vô thêm hay gì nè. Trời ơi. Vô vô đứng đứng là chị Nga, đứng quay cô chú anh chị xem cây bưởi nè. Trời ơi, cây bưởi. Một đùm ở đây không còn 20 mấy 30 trái luôn á. Quá trời quá đất luôn à. Nhiều ghê trời. Ừ. Bữa nay khoảng nhiêu ký à cô? Bữa này rẻ. Không phải bữa da xanh này, bữa nông, bữa dạ. Cò ăn mà mấy bữa này trời là... mấy người lớn tuổi thì chịu ăn á, bị dạ. Ăn máu mỡ được. Rồi cho bữa già cho nhãn luôn. Ừ. Đất đằng xa quay tới rồi kìa. Dạ. Nó kêu quạt. Quá trời nhãn. Không rồi mẹ vợ con chưa có ăn nhãn chuồng phải không? Dạ. Đấy, 2 ký rồi đúng không? Quá trời. Thôi, ông bà cô bác xem thấy chưa? Nhãn mà dưới quê đặc biệt ăn tại vườn ngon. Em đi. Có nè, em còn làm. Nè chị ăn. Không, thôi chị ăn đi. Để coi coi đúng không? Này có xịt thuốc gì không con? Không, này không ạ. Yên tâm. Có nhiều thuốc rồi, yên tâm. Mọi người về tới nhà luôn, giao cho bà thím tận tay luôn. Kính thưa đi xe với Vũ Hoàng cho chạy dựng mình nữa biết mà hôm mình cũng quan tâm. Ấy, ấy mình dở xuống kìa. Cái giặt giặt nó rụng dưới. Cây này trái nó thụng dưới luôn. Đó, quá trời luôn. Vô đây ăn hồi nha, mắt mở không ra luôn á. Lạc nhãn đâu có khi nào ăn đâu. Cái gì vậy ấy tôi nói nè. Không có ăn. Ít ăn á. Nhỏ cháu cũng vậy nó. Không ăn nhãn. Nhãn đó. Nhà mình có trồng cái gì mình không ăn thôi. Ngộ rồi đó. Nhãn thở dụng quá trời luôn. Hồi mùa dịch năm rồi á không? Đi không được á. Nè. Cả giờ có 10 ngàn chứ. Mùa dịch rồi á. Ừ. Có vườn á, bỏ rụng luôn. Rồi em ăn hết ổi luôn rồi đó. Ừ. Có mấy cái hết nổi. Ngọt gắt quá. Ngọt quá trời ngọt rồi. Trái quá trời luôn, trái nào trái nấy bự ghê luôn á cô chú chị. Cho nó đi chứ tự nhiên vậy đi trên ấy. Như quê mình không mà. Bên kia ai cưa cây à? Mình phải lặt lá rồi hả? Có tài chừa lá đi về có ăn hay là có úng ra đồ á để nó tụ lũi cái coi cái nó không có tươi. Lá.
chú giờ cắt cỏ ngoài rồi. Những cô chú thấy dưới quê trồng có cái trái mà để bán xong rồi tới lặt xong rồi đi bán cũng đã đời, trải qua nhiều giai đoạn. Gì vậy, ở đẩy cái thì cũng vậy, gia đình vậy thì nhóm hàng dưa cũng phải lặt, mà này lặt dưa khỏe là khỏe à, đúng không? Dạ, trái này nó bự hơn, với là trên cây nó đỡ bị đất. Từ mưa cái nó tàn hang không? Dạ. Nhãn này nó lá nhiều hơn nhãn kia hả chị ha? Cũng mấy vậy à, mà thấy nó đặc. Cái kia cái lá nó bự, cái lá này nó nhuyễn. Rồi, máy mạnh ghê. Dữ dằn đi chứ. Rẹt rẹt quá luôn. Rồi rồi vậy đủ 2 kg luôn. Lấy thêm 1 chùm 2 chùm nữa. À, được rồi. Thôi ra tới giờ lui mệt lắm, cực lắm. Sao chị nghe ấy giùm em về em gỡ lại nha. Ừ. Nó quên đem bóp luôn. Rồi để thằng bự quá nãy á. Sao kia? Hả? Sao kia? Đúng không? Đó. Không ấy không phải, nó không đúng thì ra thấy thêm. Nè ấy vô chùm nữa cho đủ. Sao kia đúng hả? Ừ. Rồi. Rồi này đúng không? Rồi thôi đợi đi đi về. Về cái tiền nó ra. Ừ. Chị em nghe cái giúp đi không à. Dạ, chiều cũng gửi tiền. Rồi. Cảm ơn Thiếm. Ừ. Chúc Thiếm nhiều sức khỏe. Rồi thôi về, nhà dạ. Cũng khỏe nha. Dạ. Chóng mau hết bệnh đừng đi quay. Đừng đi chụp nhẹ ông ta nữa giùm đi. Làm ăn thuận lợi nha cô. Rồi thôi sắp về. Ừ. Tuổi với mẹ đó. Dạ. Cô ừ. Tuổi mẹ có hả? Ừ. Dạ. Nhìn cô gương mặt cũng phúc hậu nữa. Nó phúc hậu á. Rồi thôi đi cho cô. Rồi rồi. Dạ. Đi cho nghe. 2 giờ về, tầm 4 giờ con quay về đây là vừa rồi. Nó đi đi vậy. À, chị đi trước. Đó. Quá trời luôn. Ở dưới quê là trồng toàn bộ là trái cây không luôn. Ngoài đây cũng có nó nè. Đi ra không biết đường về luôn. Bất cái này cũng chị luôn, thằng nó là không. Dạ, bên đây cũng chị luôn hả? Rồi, hồi nãy giờ thì Phong Nguyễn cũng chia sẻ khung cảnh ở dưới quê, đặc biệt là đi hái nhãn rất là vui luôn. Thì vừa trái quá trời. Rồi, hôm Phong Nguyễn cảm ơn ông bà cô bác đã dành chút thời gian. À, để xem những đoạn video clip của Phong với anh Khánh nha. Rồi chào tạm biệt ông bà cô bác. Hẹn ông bà cô bác những đoạn video tiếp theo luôn nha.